Vào lúc 8 giờ sáng ngày 8 tháng 12 năm 2022, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông, Biển Đông POC đã chính thức chạm mốc mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch sản xuất khí trong năm 2022, về đích trước 23 ngày so với kế hoạch. Tính đến 30 tháng 11 năm 2022, doanh thu của Biển Đông POC đạt 126% kế hoạch năm, sản lượng khai thác condensate đạt 121% kế hoạch năm, tổng doanh thu lũy kế đạt hơn 4,5 tỷ đô la Mỹ trên tổng vốn đầu tư và chi phí vận hành là 3,66 tỷ đô la Mỹ, nộp ngân sách nhà nước 1,19 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, với việc hoàn thành sản lượng khai thác khí, Biển Đông POC chính thức hoàn thành xuất sắc, vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022. 10 năm vận hành khai thác nói chung và năm 2022 nói riêng, tiếp tục đánh dấu văn hóa lao động, an toàn, chuyên nghiệp của Tập thể Lao động Quốc tế Việt-Nga, Biển Đông POC với 3.710 ngày vận hành tuyệt đối an toàn, liên tục và hiệu quả. Đặc biệt, thành tích không xảy ra bất kỳ sự cố nào gây mất giờ công lao động, không xảy ra các sự cố về môi trường của hệ thống công nghệ, các dàn khai thác hải thạch, mộc tinh. Đến thời điểm này, có thể được xem là kỷ lục mang tầm cỡ quốc tế, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao uy tín, hình ảnh và thương hiệu của Biển Đông POC trong lĩnh vực quản lý điều hành khai thác dầu khí, là đối tác tin cậy của tập đoàn Gazprom. Thành quả này có ý nghĩa quan trọng đối với Biển Đông POC, là động lực để Biển Đông POC tiếp tục nỗ lực phấn đấu với những bước đi đột phá sáng tạo vững chắc, quyết tâm hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2023, phát huy truyền thống đoàn kết một lòng, Biển Đông ngời sáng.